Giọng niệm quá nhiều phải làm thế nào? Tôi muốn dừng nó lại, dừng không được. Trong xã hội hiện tại, người như vậy có rất nhiều. Phương pháp gì có thể dừng ý niệm này lại? Đọc kinh là biện pháp tốt nhất Đọc kinh cũng phải chuyên chú Quý vị vừa có giọng tưởng Có giọng tâm Quý vị sẽ đọc sai Quý vị sẽ đọc sót mất Cho nên lúc đọc kinh tâm phải định Đọc từng chữ từng chữ một Thật là rõ ràng không đọc sai một chữ nào không đọc sót một chữ nào đọc một bộ kinh ngắn thì mất khoảng nửa tiếng đồng hồ dài thì khoảng một hai tiếng đồng hồ rất tốt đây chính là quý vị nhiếp tâm nhiếp tâm lại một hai tiếng đồng hồ phương pháp này giúp quý vị đắc định rất hiệu quả còn có một loại cũng là giúp quý vị sơ học dùng niệm phật niệm phật tính số tính số rất là rõ ràng nhưng không phải Nam Mô A Di Đà Phật một Nam Mô A Di Đà Phật hai Vậy là không được Vậy là sen tạp rồi Quý vị đem 1, 2, 3, 4 sen tạp vào trong đó Công phu bị phá hoại rồi Điểm đó phải rõ ràng Không sai một chút nào Nhưng không khởi niệm về chữ số này Đây là công phu Đương nhiên dài quá thì không được vậy nên tổ sư dạy chúng ta từ một đến mười nhớ một cách rõ ràng đích thực không có sai lầm một đến mười sau đó lại từ một đến mười điều này phải rất nhiếp tâm lúc tâm quý vị hơi có một chút loạn lập tức sai ngay sai rồi từ đầu đếm lại Dùng phương pháp này vậy Thường phải mất Một hai năm Dòng niệm bớt đi Sự việc này gấp là không được Cổ nhân nói rất hay Dục tốt tắt bất đạt Gấp để muốn thành tựu Chắc chắn không thể thành công vì sao vậy vì tâm tình nóng nảy. nhất định phải rất bình tĩnh rất cẩn thận đem tập khí nóng nảy được quá giải hết quá giải này không thể tách rời thành kính chân thành cung kính xử sự, sự đối người tiếp giờ Tâm thành kính xuất hiện rồi Bất luận dùng công phu như thế nào Đều rất dễ đắc lực Không có thành kính Dù tu như thế nào Công phu cũng không đắc lực đây là chân tướng sự thật tôi tin rằng mỗi một đồng học đều gặp phải cảnh giới này không thể nào đột phá rất muốn thành tựu không thể thành tựu